Đây là cái chuyện À, đầu đầu tiên tiên là dùng dùng cái cái con con ép ép này này để để quay quay này, xung xung quanh quanh nhà nhà lưới lưới này, này, căng căng bạt bạt này, này, trên trên có có thắp thắp bóng bóng thắp thắp sáng sáng này, này, dưới dưới có có bóng bóng sưởi sưởi này, này, mỗi mỗi một một bóng bóng là là cách cách mặt mặt đất đất 350 350 này, này, hai hai bóng bóng cách cách nhau nhau là là 40 40 60 60 này, này, rồi rồi dùng dùng cái cái máng máng bù bù nước nước như như này này này, này, sáng sáng ra ra pha pha canxi canxi cho cho uống uống ít ít rồi rồi đấy, đấy, rồi rồi máng máng cho cho ăn ăn như như này này này, này, đầu đầu tư tư cái cái thảm thảm này này cũng cũng thế thế này, này, cái cái nào nào nó nó bết 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 thì thì phải phải thay thay đi đi này, này, đầu đầu tư tư rồi rồi cám cám này này cho cho vào vào mẹt mẹt đấy, đấy, cho cho mẹt mẹt hoặc hoặc là là có có thể thể là là rơi rơi vãi vãi ra ra ngoài ngoài này này một một tí tí nhưng nhưng mà mà nó nó không không được được ướt, ướt, chân chân nó nó lúc lúc nào nào cũng cũng phải phải khô, khô, chân chân nó nó mà mà dẫm dẫm dính dính phân phân đen 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 lâu 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 gầm gầm bàn bàn chân chân là là phải phải vệ vệ sinh sinh đi, đi, phải phải rửa rửa cái cái chân, chân, rửa rửa cái cái mỏ mỏ của của nó nó đi, đi, cái cái mỏ mỏ của của nó nó nhiều nhiều khi khi là là hai hai cái cái phần phần mỏ mỏ của của nó nó dính dính vào vào nhau nhau nó nó gồ gồ cái cái như như hai hai thiếu thiếu của của nhau nhau là là phải phải rửa rửa sạch sạch đi, đi, đây đây là là khi khi nào nào mà mà thấy thấy nó nó tụm tụm vào vào cái cái này này nó nó đang đang rét rét thì thì nó nó đang đang thiếu thiếu nhiệt nhiệt thì thì mình mình phải phải tăng tăng bóng bóng lên lên thì thì nó nó ngủ ngủ nó nó tụm tụm vào vào nhau, nhau, nhưng nhưng mà mà chỉ chỉ thắp thắp bóng bóng một một nửa nửa chuồng chuồng thôi, thôi, một một nửa nửa phần phần nửa nửa này này này, này chỗ chỗ đấy đấy 20 20 con con thì thì phải phải đầu đầu tư tư không không gian gian của của nó nó khoảng khoảng tầm tầm 10 10 đến đến 12 12 mét mét vuông vuông dải dải thảm, thảm, sau sau khi khi khoảng khoảng 5 5 ngày ngày nữa nữa thì thì bỏ bỏ bớt bớt nửa nửa thảm thảm và và một một nửa nửa cát, cát, lúc lúc nào nào nó nó càng càng ra ra nhiều nhiều phân phân đen đen thì thì càng càng phải phải cho cho cát cát nhiều nhiều đấy, đấy, sau sau này này là là nó nó phải phải có có một một sân sân chơi, chơi, sân sân chơi chơi cho cho qua qua cái cái này này nhảy nhảy ở ở đây đây ra ra bãi bãi sân sân cát cát này này này, này thế thế ngày ngày nắng nắng ấm ấm thì thì thả thả ra, ra, tối tối thì thì trời trời thả thả vào, vào, như như bây bây giờ giờ là là ba ba ngày ngày tới tới là là bắt bắt đầu đầu là là vẫn vẫn là là thảm, thảm, bắt bắt đầu đầu sau sau ba ba bốn bốn ngày ngày nữa nữa thì thì bắt bắt đầu đầu bỏ bỏ đi đi một một nửa nửa thảm, thảm, một một nửa nửa cát cát, sau 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 này này chỉ chỉ để để mỗi mỗi cái cái tấm tấm thảm thảm ở ở giữa giữa cái cái bóng bóng điện điện này này để để cho cho nó nó ngủ ngủ mà mà nó nó ăn ăn thôi, thôi, còn còn xung xung quanh quanh là là cát cát thì thì nó nó mới mới không không bị bị bết bết chân chân mà mà nó nó mới mới tốt tốt đấy, đấy, tóm tóm lại lại chỉ chỉ tầm tầm một một tuần tuần nữa nữa là là cho cho tiếp tiếp xúc xúc với với cát cát gần gần như như toàn toàn bộ, bộ, còn còn mấy mấy hôm hôm nay nay chỉ chỉ yếu yếu là là úm úm thôi thôi nhá, nhá, mỗi mỗi ngày ngày cho cho một một bát bát ô ô tô tô rau rau cái cái rau ngọn rau với với rau rau xuyến xuyến chi chi đấy, đấy, thái thái nhỏ nhỏ, bây bây giờ giờ ngày ngày chưa chưa bằng bằng bát bát ô ô tô tô thôi thôi nhá, nhá, có có gì gì phải phải hỏi hỏi ngay ngay phải phải kết kết nối nối ngay ngay nhá. nhá. Đấy là sau khi ra con giống thì mình có gửi video cho khách hàng về hướng dẫn như thế. Rồi sau đó là mình chụp một ít ảnh để mình chia sẻ cho một khách hàng. Đấy. Đấy, đây là cái bãi cát. Đây là chuồng bóng tỷ lệ. Đấy, chụp tổng thể đấy, để biết là mật độ nó như thế này. Cót máng uống nước. Rồi, mẹt tổng thể. Đấy, đây là cái canxi, vita canxi nước. Thường là cho nghỉ uống nước qua đêm mà sáng mai tầm 8 giờ là cho uống canxi trước. Pha ít nước để nghiêng nghiêng cái máng là uống. Đấy. Đây là cái gói thuốc cúm. Đấy. Đấy, gói này là giúp là tiêu lòng đỏ, phòng tiêu chảy, chống khô chân chứng diều. Gói này là tăng lực giải độc chống stress khi vận chuyển. Gói này là tăng khả năng phát triển khung xương kiểu dạng canxi tổng hợp. Này là tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, phân khuôn khô, giảm mùi hôi chuồng trại. Đây là cái máng, đây là cái máng cho ăn để thức ăn tổng thể. Đây là cái rau rau xuyến chi, rau hoa trắng này. Đấy, đấy, nhìn chụp thế này chắc là các bác cũng hình dung ra cái rau này nó như nào rồi. Đây là lá sung. Giai đoạn đầu thì các bạn chỉ để cái ngọn non với cái lá thôi, còn cái cọng thì bỏ đi, tại vì cái dạ dạ dày của nó chưa tiêu được những cái gì cứng 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 quá. Đấy, thì cả cái lá này cũng thế thôi, các bạn phải hái cái phần lá, phần ngọn mềm. Đấy, cái phần thân thân này thì các bạn bỏ ra. Rồi đừng để dính nước mưa, phải khô thì mới thái ra cho ăn, thường rau cho ăn buổi chiều tốt hơn. Đấy. Đấy. Thế, sau đó thì mình gửi cái ảnh cho bạn ý. Đấy. Gửi ảnh. Đây là mình nói là lá sung, lá ổi thái nhỏ phòng và chữa bệnh đi ỉa. Thời gian đầu thái nhỏ lá và lá non buổi chiều để khô và thái nhỏ. Đây, thái như này. Đây, thái đúng như thế này các bạn nhá. Đấy, cái mô phỏng này là khá là cụ thể rồi. Bác nào mua con giống xong thì nên xem bài này. Đấy, còn đây là
nó ăn lúc cho ăn này này. Các bác thấy là nó cũng phải ăn ở trong mẹt để cho ăn ở ngoài, thái nhỏ này nó ăn. Ở cái giai đoạn này thì các bạn không nên cho tiếp xúc với cát sớm, chỉ cho ăn trên mặt thảm mẹt như Đây, này, các bác như sợi dùng gì cái lá sung, lá lá sung sung non non hoặc hoặc là là lá lá ổi ổi non non để để phòng phòng và và chữa chữa cái cái bệnh bệnh lị lị ở ở cho cho đà đà điểu. điểu. Lá Lá xuyến xuyến chi chi hoa hoa trắng trắng đấy đấy là là các các bạn bạn cho cho ăn ăn vào vào buổi buổi chiều, chiều, phơi phơi khô khô thái thái nhỏ. nhỏ. Vì Vì nó nó còn còn nhỏ nhỏ nên nên là là các các bạn bạn không không nên nên thái thái những những cái cái cẳng cẳng cứng, cứng, chỉ chỉ thái thái cái cái phần phần lá lá thôi. thôi. Thái phần lá này. Nó Sẽ sẽ ăn ăn thế thế này này thì thì nó nó sẽ sẽ không không mổ mổ lông lông nhau, nhau, nó nó đỡ đỡ xót xót ruột. ruột. Một ngày chỉ ăn hai ba bữa như này, ăn lúc hết. Hết tất. Mà uống nước. Bóng điện. Nó mấy hôm nay rét đầu tư bóng điện. Thắp cách 30-40 phân. Máng cám này. Cho cám vào mẹt này. Thảm khô. Con nhìn thấy rõ nhá. Đấy, nó ngủ rồi. Nó ngủ dưới bóng điện là ấm rồi, nó ngủ. Chỗ này là 40 con thì các bạn thấy là khoảng 15 mét vuông. Dùng cót, dùng bóng điện, dùng thảm. Khu vực ngoài này là không có bóng. Đấy. Các bạn làm như thế nhé. Sau này thì cho ra bỏ dần thảm đi cho tiếp xúc một nửa cát nửa thảm. Đấy. Cát. Cát bên này. Là sân chơi. Có hàng rào. Đây cái lá là hoa trắng này. Chỉ lấy cái phần ngọn non, lá non thôi. Phơi khô nhé, đừng để nước mưa ướt đi ngoài. Lá sung thái nhỏ. Đấy, lá sung. Thuốc. Một vài ít thuốc ăn lên kháng giải độc chết. Phát triển khung xương. Một gói to của nó đi. Mọi chi tiết các bạn có thể đặt giống hoặc là mua con giống của bên mình. Kỹ thuật mình là 033 5305 982. Xem một tháng tư thì thực ra là đấy, gọi cho bạn ấy đấy, có bắt máy không? Thì hôm qua mình bảo thắp thêm bóng bóng sáng, thắp thêm cái bóng sưởi rồi nâng cái máng nước cao lên, không là nó ngã vào nước nó ướt rồi. Mình sau khi giao giống thì mình luôn luôn bám sát, mình gọi cho khách hàng và điều chỉnh những cái nhìn, mình luôn được nhìn thấy cái chuồng trại của khách hàng đấy. Nhờ sắp giờ này đi đâu không bắt máy đấy, nhiều bạn thì cũng hay gọi cho mình để chia sẻ cái hình ảnh chuồng trại thực tế, hầu như bạn thì bật tâm âm tính, chả chả hỏi cái gì cả, tự làm những cái ý gọi là ấy, gần như trải nghiệm, nhưng mà cũng phải trả một cái giá cũng khá là đắt. Có người thì rắc vôi rắc trấu, có người thì cho những cái thứ nó rất là rủi ro đấy, rất là không hợp lý. Nên nếu như bạn thời buổi công nghệ, các bạn này, theo dõi kênh, các bạn vào đăng ký kênh và theo dõi những cái video này, các bạn coi như là một cái khóa học, các bạn học chăn nuôi đó. Thì các bạn có thể là qua cái video này mình xin mạn phép giới thiệu với chị Nga cái số điện thoại của cái anh Quý, là một chuyên gia cũng là một khách hàng của mình, như anh ấy giúp đỡ mình và khách hàng rất là nhiều, bởi vì anh ấy đã nuôi rất nhiều lứa đà điểu rồi, anh có rất nhiều kinh nghiệm.
anh Quý là số điện thoại là 0865 006 465 các bạn nhé. Rồi bạn nào có thể kết nối với cái Zalo của anh ấy thì sẽ có những bạn đã được anh ấy giải cứu những cái con đà điểu từ lúc còn 20 cân đến lúc 70 cân, có những đàn cũng gặp anh ấy sớm thì sẽ tránh được những cái rủi ro. Anh ấy là người rất là nhiệt tình, cũng là bạn của mình, mọi người cũng không phải ngại. Chúng ta nên chia sẻ những kinh nghiệm đúng không ạ? Còn nếu như các bạn mà vào cái kênh đà điểu thì các bạn thấy là mình có cái kênh để cho các bạn xem từng bài một đây mà. Mình vào các bạn vào cái kênh 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 chim cú gáy hay của mình, bạn vào đây. Đó. Đó, các bạn Như sao từ gáy? vào cái danh sách video này. Thì trong cái thẻ video này nó có rất nhiều những cái bài đăng. Đấy, trong đó nó có những cái bài về con tiêu đề của nó này. Nuôi đà điểu này, đã chuyển đà điểu này, thuốc này, nòi thuốc cứu mạng biết bao con đà điểu này. Đấy. Ngoài vấn đề về chim nọ kia thì mình có những bài về đăng về đà điểu. Đấy, thuốc. Đấy. Thì hoặc là các bạn có thể tìm kiếm trong kênh đây, trang chủ video danh sách kênh giới thiệu. Các bạn bấm vào đây này. Các bạn con giống này. Đà điểu này. Đấy. Thì nó ra tất cả. Đấy. Nó ra tất cả những cái bài về về có đà điểu luôn, nó lọc hết. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Từ những cái máng cho ăn đến những cái đấy. Thì báo cáo các bạn là như vậy, hy vọng là các bạn sẽ đồng hành để tiếp tục đón nhận những cái thông tin mới nhất của kênh Chim Cú Gáy Hay cũng như con giống đà điểu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.